Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn vẽ min điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ten Hag ra tối hậu thư cho Ronaldo. MU tiếp cận Edwin van der Sar với vai trò giám đốc kỹ thuật. MU mơ ký Toni Kroos nên mua Gakpo. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU mơ ký Toni Kroos nên mua Gakpo. MU đã chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid, tuy nhiên có vẻ như quỷ đỏ vẫn chưa hết thương duyên với Blancos khi mà mới đây, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Real đang sẵn sàng bán đi cả tiền vệ Toni Kroos. Mới đây, chính Toni Kroos tuyên bố sẽ rời Real Madrid khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Cụ thể, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tiền vệ sinh năm 1990 đã liên tục tuyên bố với các đồng đội, khi hợp đồng hiện tại kết thúc tôi sẽ rời Real Madrid. Hiện tại, cầu thủ người Đức đã 32 tuổi nhưng phong độ và đẳng cấp của cựu sao Bayern là không cần bàn cãi. Được biết, MU chỉ cần chi ra khoảng 40 triệu bảng là đội chủ sân Bernabeu sẽ lập tức để Toni Kroos gia nhập sân Old Trafford. Và kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ là khoảng thời gian hợp lý để MU đưa Toni Kroos về Old Trafford kết hợp cùng với Casemiro tạo thành bộ đôi hoàn hảo. Bên cạnh đó, sau khi chứng kiến quỷ đỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn ở mùa giải trước, Ten Hag hiểu rõ rằng ông phải xây dựng một tập thể vững mạnh, gắn kết với các cầu thủ có tâm lý đúng đắn. Các bản hợp đồng của vị chiến lược gia người Hà Lan cho đến nay đều phù hợp với tiêu chuẩn của ông. Từ đầu mùa, Gakpo chơi hay, tuyển thủ Hà Lan ghi được 13 bàn thắng và có 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tổng cộng, anh có 24 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng cho PSV trong 18 lần ra sân, một thành tích cực kỳ ấn tượng. Con số đó cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở giải đấu hàng đầu châu Âu, thậm chí còn làm lu mờ Erling Haaland với 23 lần in dấu giày vào bàn thắng cho Man City. Những gì xảy ra cho thấy Gakpo có thể là giải pháp cho hàng công MU. Cody Gakpo thừa nhận anh tiến rất gần đến MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua sau những đàm phán với Erik ten Hag. Tôi đã ở rất gần việc chuyển đến Manchester sau khi nói chuyện với Erik ten Hag một vài lần. Cody Gakpo thừa nhận, cuối cùng thỏa thuận không thành đó là một điều đáng tiếc đối với tôi cũng như PSV. Cody Gakpo tiếp tục, chuyện này xảy ra khoảng một tuần trước khi thị trường đóng cửa. Tôi thích ở lại PSV, câu lạc bộ thơ ấu của mình và giành danh hiệu. Nhưng nếu có cơ hội đến ngoại hạng Anh, tất nhiên tôi sẽ phải cân nhắc lựa chọn đó. Tiền đạo 23 tuổi mở cánh cửa đến MU trong tương lai gần khi câu lạc bộ cần người để thay thế Ronaldo. MU tiếp cận Edwin van der Sar với vai trò giám đốc kỹ thuật. MU muốn thuê một giám đốc bóng đá mới và quỷ đỏ đang tiếp cận với thủ thành huyền thoại của câu lạc bộ Edwin van der Sar. Hiện tại, cựu thủ môn của MU đang giữ chức giám đốc điều hành tại Ajax. Theo VfL Bremen, van der Sar hoàn toàn có thể trở lại sân Old Trafford mặc dù hợp đồng giữa anh và Ajax còn thời hạn đến giữa năm 2025. Đây được cho là một động thái tốt của MU khi van der Sar đã góp công không nhỏ trong những quyết định liên quan đến chuyên môn của Ajax. Đội bóng của Hà Lan vẫn luôn cho thấy sự hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng hay công tác đào tạo trẻ kể từ khi van der Sar là giám đốc điều hành. Ten Hag ra tối hậu thư cho Ronaldo. Theo Fabrizio Romano, Ten Hag muốn Ronaldo nói lời xin lỗi trước toàn đội. Cậu ta cần phải nhận lỗi trước tập thể sau khi hành động như vậy. Khi đã vi phạm kỷ luật và việc nhận lỗi là điều cần thiết với cậu ta, đơn giản vậy thôi. Không chỉ dừng lại ở đó. Theo Samuel Lukaku, Ronaldo sẽ bị phạt tổng cộng 1 triệu euro, tương ứng với 2 tuần lương của anh. Dù số tiền là không lớn đối với CR7 nhưng đây là án phạt đủ để giúp anh nhận ra sai lầm của mình trước một thập kỷ đầy kỷ luật mà Ten Hag đã tạo ra. Có thể thấy Ten Hag vẫn đang tạo điều kiện hết mức cho Ronaldo trước truyền thông dù đã đưa ra án phạt không hề nhẹ cho anh. Rất có thể siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở lại trong chuyến đặc tiếp đón Cedric trên sân nhà tại Europa League giữa tuần sau. Vụ việc này của Ronaldo cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả cầu thủ còn lại của MU khi không được đặt cá nhân lên trên một tập thể. Với Ten Hag, không có một cái tên nào được ưu tiên và đều được đối xử công bằng. Điều này ông đã làm rất tốt tại Ajax và tiếp tục duy trì điều này khi đến với MU. Ten Hag đang trên con đường trở nên vĩ đại. Khi đảm nhận công việc tại Old Trafford, Ten Hag biết rõ những thử thách mà ông phải đối mặt. Vị chiến lược gia người Hà Lan nhận thức sâu sắc rằng việc xoay chuyển con tàu Old Trafford không phải là điều dễ xảy ra trong một khoảnh khắc hoặc là thậm chí hai mùa giải. Đây là một dự án kéo dài nhiều năm, điều mà ông đã có kinh nghiệm ở Ajax, nơi Ten Hag đã xoay sở để giúp đội bóng giành được danh hiệu đại kình địch PSV sau nhiều năm chìm trong bóng tối. Trong 4 mùa giải trọn vẹn mà Ten Hag nắm quyền, Ajax đều ở ngôi đầu của bảng xếp hạng giải Hà Lan. Quay lại tháng 7, người đàn ông 52 tuổi này tự tin tuyên bố, tất cả đều là việc bạn phải giành được các danh hiệu, đó là mục tiêu khi bạn bắt đầu một dự án. Những gì chúng tôi đã làm ở Ajax, dự án đó là tôi phải giúp Ajax chứng minh được sức mạnh của mình ở châu Âu và chúng tôi muốn trở lại vị trí hàng đầu ở Hà Lan.
Khi tôi bắt đầu công việc của mình, PSV đã đứng đầu và chúng tôi đã thay đổi nó. Trong 4 năm qua, chúng tôi liên tục là số 1. Tôi rất vui và hài lòng vì chúng tôi đã đạt được mục đích đó. Điều quan trọng là tôi phải kết thúc mùa giải cuối cùng ở Ajax với tư cách số 1. PSV và cà phê Nốt là những đối thủ rất lớn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã vô địch và tôi rất vui vì điều đó. Tuyên bố của Ten Hag là điều mà người hâm mộ Quỷ Đỏ rất phấn khích khi vị huấn luyện viên này lại bắt đầu một dự án khác để đưa đội bóng trở lại nơi họ từng thuộc về. Erik Ten Hag cảnh báo Rashford và Antony. Erik Ten Hag đã lên tiếng cảnh báo Marcus Rashford và Antony vì những cơ hội bị bỏ lỡ của họ trong trận hòa của MU với Chelsea. Ten Hag nói sau trận đấu, tôi phải dành lời khen cho đội bóng của mình. Với việc phải chiến đấu 4 trận trong 10 ngày, bạn sẽ thấy tinh thần và cách họ đối phó với thất bại thực sự tuyệt vời. Hiệp 1, Rashford có 2 cơ hội lớn, Antony có một tình huống đối đầu. Bạn phải ghi bàn trong những khoảnh khắc như vậy, bởi vì trong các trận cầu đỉnh, 3 cơ hội là rất lớn, bạn phải ghi bàn. Vị chiến lược gia người Hà Lan nói thêm về trận đấu. 8 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, chúng tôi gặp một số khó khăn nhưng hàng thủ trong hiệp 2 không gặp nhiều khó khăn. Hiệp 2 chúng tôi không thực sự tạo ra những cơ hội lớn, nhưng Chelsea cũng vậy. Tôi nghĩ đó là một kết quả công bằng. Tôi sẽ rất thất vọng nếu chúng tôi ra về mà không có điểm số vì chúng tôi không xứng đáng thua cuộc. 3 cầu thủ lẽ ra phải bị MU tống khứ trong mùa hè. Đội chủ sân Old Trafford đã không thực sự hoàn tất công cuộc thanh lọc lực lượng của mình trong phiên chợ vừa qua. Fijon tưởng chừng như một bước ngoặt mới đã đến với sự nghiệp của Fijon khi anh được Rangnick trao cơ hội ra sân và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Vua Vờ. Cho đến khi mùa giải khép lại, ngôi sao người Anh còn góp mặt trong 3 trận đấu khác, bao gồm một lần đá chính trước Liverpool. Tuy vậy, một lần nữa, sự nghiệp của Fijon lại rơi vào tình trạng đóng băng sau quyết định khó hiểu đến từ MU. Dù thường xuyên được liên kết với các câu lạc bộ ngoại hạng Anh tầm trung trong suốt mùa hè vừa qua, nhưng rốt cuộc thì John đã không bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Song điều này không đồng nghĩa với việc anh nằm trong kế hoạch của Erik Ten Hag, bởi theo một số nguồn tin thì John đã bị đẩy xuống đội trẻ và thậm chí còn không được sử dụng phòng thay đồ trong đội 1. Trong bối cảnh quỹ lương đã phình to sau hàng loạt bản hợp đồng đắt giá, MU vẫn đang phải chi trả 75.000 bảng trên tuần cho John dù anh không còn vai trò gì tại Old Trafford. Brandon William. Sao trẻ người Anh đã trải qua một mùa giải khá thành công tại Norwich City dưới dạng cho mượn khi anh được tạo cơ hội đá chính thường xuyên và trở thành một nhân tố chủ chốt của câu lạc bộ này. Vì vậy, William đã nhận được không ít sự quan tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng rốt cuộc thì MU vẫn giữ anh ở lại mà không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào dành cho hậu vệ này. Chẳng những không góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào kể từ đầu mùa, kể cả trên băng ghế dự bị, mà William còn chịu chung số phận với Fijon khi không được Ten Hag đăng ký cho đội hình tham dự Europa League. Điều đáng nói, hợp đồng của William sẽ đáo hạn ngay trong mùa hè năm sau và gần như chắc chắn MU sẽ rơi vào viễn cảnh mất trắng hậu vệ này. Arsène Toine-Zébé. Toine-Zébé đã không gây được ấn tượng trong quãng thời gian khoác áo Napoli dưới dạng cho mượn, nhưng anh vẫn được một vài câu lạc bộ để mắt đến trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi. Điển hình như trường hợp của Bournemouth, nhưng rốt cuộc trung vệ 24 tuổi vẫn tiếp tục trụ lại Old Trafford để đảm nhận vai trò của một người thừa. Tương tự John và William, Toine-Zébé cũng chưa được đăng ký trong bất kỳ trận đấu nào của MU mùa này. Hiển nhiên đến cả Harry Maguire hay Victor Lindelof còn phải ngồi dự bị cho bộ đôi Martinez và Varane. Chẳng có lý do gì để Ten Hag chú ý đến Toine-Zébé dù khi một cơn bão chấn thương quét qua Old Trafford. Hợp đồng của Toine-Zébé sẽ đáo hạn vào mùa hè năm sau và có lẽ MU cũng đã chấp nhận rằng họ sẽ mất trắng trung vệ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!